Trước mặt mình đó, mình nghe cái người hướng dẫn viên vừa rồi họ nói trước mặt mình đây là cái cảng Dương Đông. Cái thành lập cái cảng Dương Đông là như thế nào thì mình cứ chưa rõ cho lắm. Đây là cảng Dương Đông. Đường đi vào chợ đêm, ở đây mình mới tới trước bên công viên thì mình thấy có tiệm cơm Cô Năm. Khi bước chân vào hướng về chợ đêm thì mình phát giác đây có một cái hotel Sunny Hotel. Cái hotel này nó nằm rất gần chợ đêm và ngay dinh cậu. Cái hotel này chỉ có 2 sao thôi. Thì bây giờ mình không có thời giờ để mình để hỏi giá. Thì mình sẽ lên Google, mình có search cái khách sạn Sunny Hotel này giá bao nhiêu một đêm nha. Bây giờ mình tiếp tục đi lên trải đêm. Cái Sunny Hotel này nó ở gần cái khu vực chính, gần chợ. Mình thấy rất là tiện nha. Nếu mà các bạn mà có dịp ghé Phú Quốc mà đi không đi theo đoàn á, thì cũng nên thử tìm kiếm ở trên Google coi cái giá cả Sunny Hotel 2 sao thôi. Nhưng mà ở bên ngoài mình thấy rất là đẹp. Họ xây có vẻ là rất là mới nha. Đây là đường mình bắt đầu mình đi vô trong chợ đêm đây, phía sau của chợ đêm. Đây. Không sao, mở ra phía trước. Đây là hướng sau của chợ đêm Phú Quốc. Thì cái chữ chợ đêm Phú Quốc ở phía sau mình không thấy họ bật đèn. Nhưng mà không sao, đèn đóm không quan trọng. Cái quan trọng là mình đến được chợ đêm Phú Quốc quay cho các bạn xem là vui rồi. Mời các bạn theo chân mình đi vào chợ đêm của Phú Quốc. Hồi nãy là mình đi cửa sau. Bây giờ từ cửa sau mình đi lên cửa trước để mình tham quan. Cũng tiện đường là mình đi hướng đó là mình đi về nhà ra xe. Rồi sau đó đi ăn. Mình mới vừa nghe các anh đứng sau lưng mình anh nói là quẹo tay phải là đi vô trung tâm. Bây giờ là mình đang ở chợ đêm nhưng mà chưa vô hẳn trung tâm. Đây là con đường Lê Lợi. Đấy, trước mặt mình là hải sản tươi sông Phú Quốc đó. Sài Gòn ướt. Mời các bạn bước chân vào chợ đêm Phú Quốc mà cửa sau. Mình thấy cửa sau đâu có thua cửa trước đâu. Ở đây là họ bán đủ các loại nước về dừa, nước sâm này nọ. Ở đây cũng không thể thiếu giày dép, mũ nón cho du khách khi đến thành phố Phú Quốc. Ở bên đây là mình thấy cửa tiệm ghi là kem cuộn Thái Lan, dừa sáp, dầm, thốt nốt, với sinh tố, nước ép. Rất vui nha. Và trước mặt mình đây là một cái cửa tiệm màu xanh xanh á, đó là một kem Tràng Tiền. Có mặt hiện diện ở Việt Nam mình năm 1958. Và cũng không thể thiếu cái món sầu riêng mà người miền Nam rất là thích. Ở Phú Quốc nói chung ra là cái gì cũng có hết, không thiếu. Đây là loại bánh thốt nốt. Ở đây là một cái loại cưa lọc, nhà hàng cưa lọc. Đi đi. Ở đây họ bán cả bánh pía, rồi bánh tráng và cơm gì đó, cơm mấy mấy cơm gì đó là cứng ngắc cả như cháy mà trên nó có ruốc. Gấp quá mình không nhớ cái tên là tên gì. Và đặc biệt ở đây có một cái loại rượu xin.
đây có một loại bánh của người Hàn Quốc thì phải. Đặc sản trà sâm biển. Mình thấy những cái áo chim cò, mình thấy đẹp, nhưng mà đặc biệt ở đây là cái áo chim cò có cả quần luôn. Chứng tỏ đây là không phải là một loại sơ mi để mình hay mặc ở Vin đi dạo biển, nhưng mà họ có thêm cái quần đùi nữa. Ở đây có nhiều cái rất là lạ là ngộ nghe. Ở đây mình thấy họ bán dừa sáp dầm với lại thốt nốt rất là nhiều. Còn đây là một cái cửa tiệm họ bán đồ khô. Đây họ bán đồ khô đây. Bán mực tôm, rồi cá thều, rồi khô mực xé, rồi rất là nhiều món. Mình nhiều món có mình cũng không nhớ tên. Đến cái khu vực này họ nướng khô mực thơm chịu không nổi luôn. Và ở đây họ đang nướng một cái loại thịt, có thể là thịt nướng đó, mà họ treo lồng đèn này. Cái lồng đèn này là của người Hoa chứ không phải của người Việt nha. Đây là cái lồng đèn theo kiểu người Hoa truyền thống đó. Bây giờ mời các bạn tiếp tục đi sâu vào trong phố đi bộ, phố đêm của chợ Phú Quốc. Ở đây mình thấy rất là nhiều cô xinh xắn dễ thương. Đến khu vực này mình thấy quá đông người đi. Đi mà muốn ngộp thở luôn. Nhưng không sao, bây giờ mình tiếp tục mời các bạn đi theo chân mình tham quan tiếp chợ đêm Phú Quốc. Bên tay trái mình đây là một cái khu vực họ bán hải sản. Tôm, cua, cá gì đầy đủ hết. Nghêu sò, ốc hến cũng không thiếu. Đó. Tôm rất là lớn nha, rất là to. Nghêu sò, ốc hến, con nào con ấy rất là bự. Ở đây có một cái loại con gì em? Sò mai á. Ồ, đây mình thấy một cái loại sò mai nó lạ lắm á, lần đầu tiên mình thấy. Còn cái con em vừa bỏ thứ là gì đó? Sò trơm á. Sò trơn à? Trơm. Sò trôm. Đúng rồi. Ồ, lạ quá, nhiều cái tên là mình không biết luôn. Với các bạn đây là anh chủ vựa bán những cái loại cá và nhum, cũng không thể nào thiếu tôm, mực và nghêu sò, ốc hến. Đây là cái cửa tiệm của anh ở đây. Đó là vừa ăn, mình mua rồi họ chế biến. Thì thực khách sẽ được dùng những cái bữa ăn tại đây do họ chế biến. Bộ, tiếp tục mình đi tới. Thật ra còn rất nhiều cửa tiệm đặc biệt, nhưng mà mình đến đây mình thấy đây là cái quán chợ đêm nè, đó, chợ đêm Huy Bảo. Wow, ở đây họ để bàn ghế là khi mà mình cần ăn món gì chỉ cần xem là lựa chọn nghêu sò, ốc hến hay là cua tôm gì đó thì họ chế biến, mình ra đây mình ngồi mình thưởng thức tại chỗ luôn. Mình thấy chợ đêm ở Phú Quốc rất là lớn nha, so với lại chợ đêm ở Đà Lạt, Nha Trang không có thấm thía gì hết á. Chợ đêm ở Đà Lạt, Nha Trang rất là nhỏ, còn riêng chợ đêm ở đây, wow, mọi người xem nha, tôm hùm con nào con ấy to, dài cả nửa thước. Đây còn cái loại cua ghẹ thì không thiếu. Ồ, loại nhiều loại sò, ok nha, đó. À, anh chủ vựa, anh mới vừa cho khách khứa xem con tôm nó to như thế nào. Đông quá, đi nóng cả người thôi, mặc dù là khí hậu trời rất là mát. Nhưng mà vào những chỗ đông người như vậy cũng rất là nóng.
Nãy giờ mình đi sâu vào chợ và đi vào chợ đêm Phú Quốc thì có anh Hòa lúc nào anh đi song song với mình hết. Rất là vui. Ở đây mình cũng thấy rất là nhiều loại trái cây. Ủa cái chim gì đấy? Trái mì. À trái mì Thái đây. Trái này trái là mình không biết nha. Lần đầu tiên mình thấy. Măng cụt bon bon. Từ từ em trai, không có len em trai. Ở đây mình thấy rất cô gái không biết từ đâu đến nhưng mà rất là dễ thương. Em trai. Đây mình phát giác có một cái cửa tiệm họ bán đậu phộng ra Lạc Giang đó. Su Su Phú Quốc. Đấy là đặc sản truyền thống 30 vị là của anh người Tây nha. Anh này là người Pháp. Anh đến Việt Nam mà anh chế ra rất là nhiều loại đậu phộng đủ vị hết. Rất là nhiều vị. Đó. Ông quảng cáo là mua 5 lọ tặng 2 lọ. Wow trời luôn. Đây anh Tây ở bỏ xứ về Việt Nam lập nghiệp. Mình nghe nói anh Tây này á một ngày kiếm được khoảng chừng từ 12 cho đến 15 triệu một ngày, là một buổi tối. Gần ra khỏi chợ đêm Phú Quốc mình thấy khách hàng đông quá đi. Mà mình để ý ở đây họ đi chơi họ không có đeo khẩu trang nha. Tức là họ coi Covid là bạn đó. Đây, bằng chứng rõ ràng. Đây là những cái loại khu vực mình thấy rất là lớn. Tiêu xanh Phú Quốc. Đây một loại tiêu đặc sản của Phú Quốc đây. Ô là là. Quá đông. Mình đi rồi mình ngộp thở luôn. À tới đây mình lại gặp cái Su Su Phú Quốc nữa. Nhưng mà ở Su Su Phú Quốc cái cửa hàng này không có ông Tây ở đây. Vì không có ông Tây ở đây nên với lại không có có bán quảng cáo 5 lọ cho 2 lọ. Chính vì lý do đó mà cửa tiệm khúc này rất là to nhưng mà là không có khách nhiều. Ở bên tay phải mình lại phát giác ra những cái cửa tiệm này nhưng mà ở đây mình thấy tôm rất là nhỏ. Tôm không to bằng những cái cửa tiệm hồi nãy mình xem đó. Vâng, tốt với mai muốn mua mấy cái đồ souvenir về nghêu sò ốc hến hoặc là những cái loại hạt đây. Ốc nốc quán. Một cái tên rất là lạ nha, ốc mà ốc nốc nữa. Làm tên mình nghe những cái từ là đặc biệt lắm đấy nha. Thì ở trước cái cửa gian hàng ốc nốc quán này mình thấy họ bán bọc bầu kêu, tức là đồ nướng đủ loại hết, kể cả nhum, kể cả mực và sò mai gì đó, có lại ốc nghêu sò đầy hết. Đây, không thiếu món gì, chỉ có một cái là thiếu tiền thôi. Khổ lờ, ra được phía gần ngoài cổng chợ đêm Phú Quốc mình thấy rất là thoải mái nha, thấy hơi gió được mang đến cho mình, thấy người rất là nhẹ nhàng. Nhưng mà thực chất người mình ướt, áo mình ướt đúng luôn rồi, ướt coi như mồ hôi mồ kê mình ra nhễ nhại luôn. Thì đầu chợ đó thì mình thấy là bán khu cá tôm nhiều. Thôi cảm ơn em thôi, cảm ơn Su Su. Cái này là Su Su phải không? Dạ Su Su. Biết ngay mà. Đấy, ở có ba cái Su Su là trong kia có con cái, dưới có con cái. Áo đen là của con, áo đen này, áo đen chính hiệu 30 vị. Mà Su Su cái này là của ông Tây cũng sản xuất mà. Dạ, ông đó chú quay lên cái máy. Đó, thấy ông kia rồi, sao bảo là của cháu. Hello, con thôi, được rồi, cảm ơn. Dạ. Rồi, không sao hết, cảm ơn nhá. Bây giờ. Ok, cảm ơn nhiều. Có gì chú muốn quà về làm quà, chú lại chú ủng hộ cho con. Ok. Nước mắm, mũ sim, cá khô, đồ tiêu. Ok. Mình đến chỗ này mình gặp cái cô gái mà bán cái gì su su đậu phộng
cô giao hàng là quyến rũ quá, mình muốn mua lắm nhưng mà phải đi ăn cái đã. Dạ ăn tính sau. Ăn thôi, tìm cái quán nào ăn nó ngồi ổn quá. Thôi, cảm ơn cống ạ. Đây mình tiếp tục là những cái gian hàng bán nước kem cuộn Thái Lan. Nói chung ra là mình đã đi ra ngoài phía cổng trước của chợ đêm Phú Quốc. Đây là cổng trước của chợ đêm Phú Quốc. Mình đi từ cổng sau cho ra cổng trước. Mình thấy đó cũng là một cái điều thú vị. Đây mình quay rõ ràng cho mọi người xem nhá. Đây cổng trước của Phú Quốc. Ồ, đi đâu mình cũng thấy ở trong cái chợ đêm này có 4-5 cửa tiệm Susu Phú Quốc. Quá trời luôn. Cổng chợ đêm Phú Quốc nó hai cửa lận đó. Nhà mình hồi nãy mình biết mình đi cửa nào nhưng mình ra cửa bên tay phải. Còn cửa bên tay trái của chợ đêm Phú Quốc thì nó có đèn. Rồi bây giờ nãy giờ mình quay cho các bạn xem từ cổng sau cho đến cổng trước. Thì đến đây mình cũng xin tạm dừng cái clip này. Và hy vọng là các bạn khi xem cái clip này đều hài lòng những cái clip mà mình vừa mới quay. Thôi bây giờ mình xin tạm ngừng cái clip này ở đây và mến chúc các bạn được thật nhiều sức khỏe cũng như là nhiều niềm vui trong cuộc sống. Chào chào. Mình đi ra về rồi mình vẫn thấy những cái đoàn họ đi chơi về đêm. Ông cũng thấy rất là lạ, rất là hay nha. Ở đây có cả Tề Thiên Đại Thánh luôn. Mình nói là mình ngừng rồi nhưng mà mình cũng xin phép được quay thêm một chút đỉnh để cho các bạn xem chợ đêm Phú Quốc có những cái gì lạ. Đó. À, cái khúc chợ đêm Phú Quốc ở bên tay trái của mình này là cái đường này nè. Nó có đèn nhưng mà lại không có phải là chợ. Nó chỉ là cái phố mình đi như vậy thôi. Cái chính là nằm cái khu vực hồi nãy đó, cái khu vực mà mình đi đông người đó, đi mà toát cả mồ hôi luôn. Thôi, mình xin chấm dứt cái clip này ở đây.